vay 35, vay 36, bạn đang phân vân không biết chọn đôi giày nào. Vậy thì hãy xem video này nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi về mặt thiết kế, kiểu dáng của đôi giày. Cầm trên tay hai đôi giày, Vapor 15 Pro cho mình cảm giác có hình dáng thon gọn hơn so với lại Vapor 16 Pro. Có thể là do thiết kế phần gót phía sau của Vapor 16 được bo tròn hơn, còn Vapor 15 nhìn khá vuông vắn. Về độ đẹp thì mình thấy cả hai đều có nét đẹp riêng. Vapor 15 Pro có phần gót phía sau nhìn cá tính hơn. Còn về màu sắc, do mới ra mắt phiên bản đầu tiên nên Vapor 16 Pro chỉ có một phiên bản màu xanh trắng. Còn Vapor 15 đang có rất nhiều màu sắc khác nhau để đáp ứng nhu cầu sở thích của các bạn. Tiếp theo là chúng ta sẽ phân tích về mặt chất liệu chính, cấu tạo nên hai đôi giày này. Cả hai đều là công nghệ sợi dệt. Chất liệu trên Vapor 15 Pro là sợi dệt Hypergreen, còn trên Vapor 16 Pro là sợi dệt Flyknit. Ở Vapor 15 Pro, một lớp phủ Night Skin được phủ lên trên Upper Hypergreen để hạn chế việc thấm nước và giúp tăng độ bền cho giày. Còn Vapor 16 Pro được phủ một lớp nhựa mỏng, mình tạm gọi là silicone, lên sợi dệt Flyknit cũng sẽ giúp giày bền hơn. So sánh về độ bền, có lẽ phải đợi thêm một thời gian trải nghiệm để đánh giá khách quan hơn. Ở phía trên là như vậy, thế còn bộ đế thì sao? Cả hai đều sử dụng bộ đệm Air Zoom và thay đổi lớn nhất là khuôn đế và tạo hình đinh. Đinh Vapor 15 Pro là dạng hình ellipse, còn Vapor 16 Pro là dạng hình thoi. Bộ đệm là như nhau, có sự thay đổi hoàn toàn về thiết kế đinh. Nhưng nếu mà nói đôi nào bám sân hơn đôi nào thì mình cảm thấy cả hai đôi đều bám sân tốt như nhau. Với những thay đổi ở trên, khi tiến hành cân thử cũng đã cho kết quả khác nhau. Cùng size 42, Vapor 16 Pro cho kết quả là 242g, Vapor 15 Pro cho kết quả là 255g. Mặc dù có sự chênh lệch khi tiến hành cân, nhưng khi mang vào chân, cả hai đều cho mình cảm giác rất nhẹ. Nếu như bạn là một người chân bè, với Vapor 15 Pro, mình nghĩ rằng bạn có thể đá được ngay ở trận đầu tiên. Còn với Vapor 16 Pro, có lẽ sẽ cần phải nới dây, tháo lót, làm quen từ 2 đến 3 trận. Và đến yếu tố cực kỳ quan trọng tiếp theo để chúng ta đưa ra quyết định, đó chính là giá tiền. Với việc Vapor 16 Pro vừa ra mắt sẽ có mức giá cao hơn so với những mẫu Vapor 15 Pro. Lấy ví dụ, nếu như tài chính của bạn dưới 2 triệu, bạn đã có thể trải nghiệm một trong hai màu sắc này rồi. Trong khi đó, Vapor 16 Pro đang có giá bán là 2.8 triệu. Vậy thì nếu là bạn quan tâm về giá, mình nghĩ rằng Vapor 15 Pro sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Kết luận, theo ý kiến cá nhân của mình, nếu như bạn quan tâm đến công nghệ mới, đã đi qua dòng 15 rồi, muốn trải nghiệm một cảm giác mới, vậy thì hãy chọn Vapor 16 Pro. Còn nếu như bạn quan tâm về giá, chưa dùng qua phân khúc Mac Pro bao giờ, thì mình nghĩ rằng bạn hãy chọn Vapor 15 Pro sẽ là sự lựa chọn hợp lý bởi vì giá tiền và màu sắc rất là đa dạng. Vậy đâu là sự lựa chọn của bạn? Bạn quan tâm sản phẩm nào? Nhắn tin ngay cho bên mình. Tất cả những sản phẩm đều có sẵn tại các chi nhánh của Nemasport. Hãy lên chân và trải nghiệm.